Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Sơn Túc Đỏ. Thì hôm nay cửa hàng bên em xin giới thiệu lại chi tiết cho mọi người các lô loa JAMA, một dòng loa được sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ các bác nhé. Một dòng loa full 30, một bass 30 và một tép kèn với thiết kế phải nói là thực sự rất là đẹp. Loa thùng cân các bác nhìn cho em, đây loa thùng cân đấy, rất là sâu, một cái loại thùng rất là sâu. Màu này là màu trắng hơi ngả vàng với hai bên là hai thanh nhôm đấy, đây là hai thanh nhôm có mạ màu khá là đẹp, nhìn rất là đẹp các bác nhá. E căng thì là e căng thép, nhưng mà bên ngoài đây là một lớp lưới các bác này, là một lớp e căng chống bụi, lớp màng chống bụi đấy, có lớp có caro rất là đẹp đấy các bác nhìn này, lớp caro thì rất là đẹp các bác nhá, nhìn rất là sang trọng luôn. Đấy, tem JAMA được nằm ở đây đấy, nằm ở dưới đây nhìn rất là tinh tế. Khi các bác nhìn qua lô loa này thực sự là nhìn đập vào mắt chúng ta này, một dòng loa mang hơi hướng hiện đại và khá là sang trọng thì chúng ta để cho gia đình. Với dòng loa này thì các bác nhìn cho em, từng cái ốc bắt loa, từng cái ốc bên hông loa đều là ốc thép không rỉ, được sử dụng ốc thép không rỉ hết, không bao giờ loa bị rỉ các bác nhá. Dòng loa chất lượng, các bác để ý cho em những dòng loa mà theo tiêu chuẩn của mình nhé, như loa TB chẳng hạn, thì các bác nhìn cho em ạ, loa TB cũng vậy, nó cũng sẽ được sử dụng bằng ốc không rỉ. Nó khác với những dòng loa Anh hoặc là loa Đức thì thường sẽ vẫn là sử dụng bằng là ốc thép, ốc sắt thôi, xong là họ sơn lên thì sau vài năm sử dụng có thể nó sẽ bị rỉ đi và nó xấu đi. Nhưng đối với dòng loa mà sản xuất của Mỹ á, theo tiêu chuẩn của Mỹ á, tuy là sản xuất tại Trung Quốc thôi nhưng mà nó theo tiêu chuẩn của Mỹ á, thì nó vẫn là sử dụng những cái dòng ốc này, nó không bao giờ nó rỉ các bác nhé. Tất cả các bác nhìn này, đang có sóng long lanh qua bao nhiêu năm sử dụng rồi, rất là đẹp đúng không ạ. Từng ốc nhỏ nhất cũng được làm bằng thép không rỉ hết, rất là sang trọng. Với thông số kỹ thuật, đây với thông số kỹ thuật thì các bác nhìn qua thông số kỹ thuật của nó thì nó nói là ấn tượng luôn. Công suất làm việc của nó là 400W, model nó là KF1612 các bác nhá, trợ kháng 8 ohm. Còn cái lỗi này nó tiếng Anh không em đọc cũng không thể hết được, các bác thông cảm nhá. Đây sản xuất tiêu chuẩn của USA này, công nghệ của Mỹ. Có một điểm này chúng ta phân biệt nữa, đó là dòng loa sản xuất thiệt của Mỹ ấy, thì cái chạm loa các bác nhìn cho em này, nó sẽ cái viền ngoài này nó sẽ là bằng kim loại giống TB vậy á, nó sẽ là một kim loại để chịu nhiệt tốt hơn so với những dòng loa của hãng khác. Thì loa này những thương hiệu mà sản xuất theo kiểu Mỹ á, theo tiêu chuẩn của Mỹ thì luôn luôn họ làm cẩn thận hơn khá là nhiều cái chuyện đấy, khác một chút đấy. Với thiết kế bên ngoài này, các bác nhìn qua cho em là nó rất là ấn tượng đấy. Bên em này cũng mới vệ sinh là chưa khô đâu, e căng giặt cũng chưa khô lắm các bác nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đây là một chiếc bát 30. Đây, đang rất là bụi này, các nhìn thấy không? Đúng bãi chưa? Em sờ một lúc là lấm lem hết tay luôn này. Đấy, bát 30. Gân sần này, đấy, vậy là màng sần này. Từ là từ 19 các bác nhá, từ 19 côn 76. Từ 19 côn 76. Màng là màng 3 sóng tẩm dầu ướt. Đây. Màng 3 sóng này. Các bác nhìn này, bụi này. Đấy. Rất là bụi các bác nhá. Nhưng mà cái gân này đang rất là tốt, các bác nhìn cho em. Đấy, các bác nghe cho em này. Gân đang còn tốt đến nỗi mà khi em ấn tay vào nó dính nghe tanh tách. Cái gân này em đảm bảo các bác là gân này chưa bao giờ bị dưỡng lại nhá. Gân này, keo này là keo rửa gân zin. Đấy, keo này là keo rửa gân zin, chứ không phải là keo dưỡng gân đã được phủ lại các bác nhá. Keo này là keo em bao mọi người là keo này là keo rửa gân zin. Và đang còn rất là tốt, đang rất là mềm mại, gân ba sóng. Rất là đẹp. Màng loa rất là đẹp các bác nhá. Em chỉ cần lau chùi một cái thôi, nó sẽ lại sạch như mới các bác ạ. Đấy. Một bát loa phải một cái bát loa phải nói là chất lượng các bác. Với thiết kế xương loa, với thiết kế xương loa cái kiểu như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm khi vận chuyển, và bên em cũng hoàn toàn yên tâm nữa. Yên tâm khi chúng ta vận chuyển bưu điện nó không loa gãy các bác, nó dày và nó nhiều. Đó, đa chấu mà. Côn hở bác nhá, bác nhìn thấy đây này, côn hở này. Các bác sẽ thấy bên côn bên trong, nếu ban ngày các bác sẽ thấy rẻ hơn. Thì mọi người sẽ thấy là cái côn bên trong. Thì chúng ta cái côn bên trong thì nó sẽ dễ, thứ nhất là phân biệt. Có hai cái mà chúng ta sẽ được tận dụng. Thứ nhất, côn hở đây các bác sẽ kiểm tra được là côn zin hay côn đã làm lại, nó dễ hơn. Cái thứ hai là côn hở nó sẽ tỏa nhiệt tốt hơn. Đấy, so với côn cái loại loa mà nó không nó kín bừng. Còn về chiếc tép. Nếu chiếc tép này các bác nhìn cho em thì thực sự nó giống y luôn. Y như cục trên loa mặc tin cái nhén và loa DMX và kể loa DK luôn. Giống y luôn, cùng một loại tép. Tép này nếu các bác nhìn, bác nào mà trong làm trong nghề á,
Nếu các bác làm trong nghề thì các bác tinh ý á, thì các bác sẽ biết ngay cái tép này là tép của hãng BNC. BNC sản xuất. Tép này là của một công ty ở bên Italia các bác nhá. Tép BNC của Italia. Nếu mà trên thị trường hiện tại bây giờ, trên những dòng tép mà nổi tiếng trên thị trường bây giờ thì có hai công ty mà nổi nhất ở trên thế giới về dòng karaoke. Đó là Sennheiser và BNC. Đấy. Thì hai hãng này chuyên cung cấp những dòng tép cao cấp cho các hãng khác để mà họ phối ghép. DMX cũng sử dụng này. DMX sử dụng này, DK sử dụng này, mẫu ép cũng sử dụng này, Martin cũng sử dụng này, vân vân và vân vân, có hàng ngàn loại loa và hãng sử dụng hàng tép của hãng BNC. Đó là chứng nhận được là chúng ta là một sử dụng màu tép rất là hay và luôn luôn có những chất âm mà nó không bị chói. Những đầu tép xịn thì nó không bị chói các bác ạ, không bị chói và nó sẽ mềm hơn và nó hay các bác ạ, nó sáng nó hay. Còn về phía bên trong tiêu âm thì dòng loa này họ tiêu âm cũng không có gọi là cầu kỳ. Theo em đánh giá thì tiêu âm như thế này là bình thường các bác, không có cầu kỳ, chúng ta phải công nhận như điều đó. Đây là cái phía lọ thông hơi đấy, họ cắt như kiểu này đấy, họ cắt bò cong để làm lọ thông hơi phía trước các bác nhá. Loa này thì là một lọ thông hơi ở phía trước đấy, lọ thông hơi phía trước chứ không phải là lọ thông hơi phía sau. Lọ thông hơi phía trước thì nó cho tiếng bass nó sẽ sâu. Còn về phân tần thì phân tần thì cũng như những cái dòng loa DMX thôi, cũng không quá là cầu kỳ, cũng khá bình thường bác. Nó sẽ một cái model là cái phân tần này họ sử dụng cho nhiều model nữa, cho nên là họ sẽ tập trung một cái bảng mạch đấy, sẽ có những cái model khác để họ sẽ gắn thêm những con trở vào đấy, những con cảm vào đấy, dùng tụ nhôm. Với những cái dòng phân tần như thế này, có thể là nhiều người sẽ bảo là phân tần như thế này thì nó hơi đơn sơ, nhưng chính vì những cái phân tần như thế này em lại thích hơn. Nói một cách công bằng, đối với những phân tần như những hãng khác như là B3 cũng ok đấy, nhưng B3 có một cái điểm yếu, đó là những con tụ của B3 thường thường nó hay bị nổ. Và những phân tần của hãng em thích nhất là phân tần của những hãng phân tần dối chẳng hạn. Còn đối với những phân tần mà các bác để ý cho em như phân tần DK đây thì họ làm khá là cầu kỳ, nhưng đó cũng là một cái điểm yếu của hãng DK mà đến ngày hôm nay họ vẫn chưa thay đổi. Em không biết là hãng cái mục đích của hãng phân tần và sản xuất cái phân tần đấy một làm gì để mà nhiều như vậy để làm gì, nhưng mà thực sự phân tần DK đó thì các bác sử dụng, không phải riêng em đâu mà tất cả mọi người sử dụng đều biết nó tối tiếng tép, bởi vì họ sử dụng quá nhiều con cản các bác, cho nên là tiếng tép nó khá là tối và hát rất là mệt. Đối với những cái phân tần DK thì bên em thường phải chế lại một chút thì chúng ta lắp phòng karaoke mới hay được đấy. Còn đối với những phân tần như thế này thì họ cản khá là bình thường, cho nên là khi mà bọn em hát đấy, cái loa này khi bọn em test cho mọi người nghe đấy, tiếng tép rất là hay, rất là sáng, nó sáng bát nó sẽ như thùng hơi phía trước, nó sẽ lực thì nó rất là ok đấy. Em sẽ thích hơn những dòng loa DK thì những dòng loa nằm nó còn ok, chứ còn loa đứng thì em hơi mệt đấy, hơi mệt một chút các bác nhá. Đấy thì đó là thực tế luôn, em bán loa DK em nói thật các bác nhá, không phải là giấu giếm gì đâu đấy. Thì những cái dòng loa này như bên em đã thông báo mọi người rồi, bán với cái giá cho mọi người đó là 8 triệu đồng cho một cặp, 8 triệu đồng cho một cặp đôi loa mà zin đét luôn, zin đét thùng cân rất là đẹp như thế này. Thì đây là một lựa chọn có lẽ là các bác nên lưu tâm tới. Một đôi loa như thế này các bác sử dụng cho một gia đình là ok, chỉ cần một đôi thôi, chỉ cần một đôi là ok rồi, không cần phải sử dụng nhiều các bác nhé. Chúng ta nên mua những một đôi loa chất lượng như thế này hơn là bỏ tiền ra để mua một đôi loa nhái chúng ta sử dụng. Và cảm ơn các bác, và những bác nào có nhu cầu để vui lòng liên hệ cửa hàng bên em để chúng ta đặt hàng các bác nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại, cảm ơn các bác rất là nhiều.